Bạn có để ý rằng trong Toy Story, tất cả bạn bè tại bữa tiệc sinh nhật của Andy đều có khuôn mặt giống Andy? Bạn có biết rằng trong Peaky Blinders, nam diễn viên Cillian Murphy đóng vai Thomas Shelby đến từ Ireland, nhưng nhân vật Thomas Shelby có xuất thân từ Anh Quốc? Còn nữ diễn viên Annabelle Wallis đến từ Anh, nhưng cô lại đóng vai Grace Burgess đến từ Ireland. Dậy đi ông cháu ơi, sao ở đây? Ê, what the fuck? Nó bảo là quả đầu Tommy Shelby của cháu đâu hả chú? Tommy Shelby của cháu đấy! Bạn có biết trong Doctor Strange, Benedict Cumberbatch đã lồng tiếng cho chùm cuối Dormammu và khuôn mặt CGI của Dormammu cũng dựa theo Benedict? Như vậy, bác sĩ Chang đã đối đầu với chính mình ngay từ Doctor Strange 1 chứ không phải đợi đến Doctor Strange 2. Bạn có biết trong It's a Wonderful Life, James Stewart đáng lẽ không được khóc khi cầu nguyện trong quán bar nhưng ông đã khóc vì quá xúc động khi ông là người lính trở về từ Thế chiến thứ 2. Bạn có để ý trong Captain America Nội chiến siêu anh hùng, trong phân cảnh đội trưởng Mỹ muốn vô hiệu hóa bộ đồ của Iron Man, chúng ta thấy Steve Rogers đã chủ động làm vỡ chiếc mũ của Tony Stark trước khi đập vỡ lò phản ứng hồ quang của anh ấy. Đây là một động thái rất sáng suốt của Captain America, vì nếu không thì Tony đã có thể chết ngạt ngay trong chính bộ đồ của mình. Bạn có biết trong Thợ săn thành phố, Lee Min-ho với chiều cao 1m87 là quá cao so với bạn diễn Park Min-young với chiều cao 1m64? Trong quá trình quay, Park Min-young đôi khi phải đứng trên bục để cô ấy cao hơn khi đứng cạnh Lee Min-ho, để cả hai vừa với khung hình cảnh quay. Người xem nếu để ý kỹ sẽ thấy Park Min-young lúc cao lúc thấp trong cả mùa phim. Dậy đi ông cháu ơi! Dậy! Ủa, nó bị lệch múi giờ, nó chưa quen. Thế à? Ý nó nào hả nào của chị? Dậy! Shit mà! Ôi! Nó bảo là quả đầu Thợ săn thành phố Lee Min-ho của cháu đâu hả chú? Đây! Hey, no.